Xin chào anh em. Thì hôm nay mình thanh lý nha anh em. Thì cái này á, mình thanh lý cho anh em về tự mua lọc hoặc là anh em vẫn sử dụng được bình thường, có điều nó sẽ giảm một số chức năng thôi. Đó thì giá của nó là 450 ngàn nha anh em. Thì cái này á là cái máy nó qua sử dụng rồi. Nó qua sử dụng rồi. Đây là một cái con máy lọc không khí, tất cả mọi chức năng đều hoạt động đầy đủ. Có điều là cái tấm lọc thì nó qua sử dụng rồi, anh em muốn mua, muốn xài được ngon ok thì anh em phải thay lọc, tại vì cái lọc này nó rất là mắc nên là mình không có thể nào mà mình mua kem rồi mình bán cho anh em, thì chi phí lúc đó nó sẽ đội lên tới 3 đến 4 triệu ha. Còn đợt trước mình bán cái máy này 4 triệu rưỡi là những cái con máy nó mới hoàn toàn chưa xài còn nguyên trong thùng. Đó thì những cái con máy xài rồi thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì cái máy lọc không khí á, cái quan trọng nhất của nó vẫn là cái màng lọc y như cái khẩu trang của mình anh em, nó sẽ cạn cái bụi trong đó. Thì đây là con máy kích thước lớn, kích thước rất là lớn, nó sẽ dành cho những cái phòng nào mà trên từ 100 mét vuông trở xuống nha anh em. Dưới 100 mét vuông thì cái này nó thích hợp cho những cái văn phòng làm việc hoặc là nhà của anh em, có nói chung là lớn hoặc là những cái nơi nào nó quá bụi anh em vẫn có thể tận dụng, anh em sử dụng lại được, hoặc anh em muốn lấy phụ kiện cái quạt này kia gì đó thì tùy anh em. Con này hàng Singapore, điện zin của nó là 220V ha, anh em có thể tìm cái mã này nè, SA gạch 9005 AC 220V nè, và công suất của nó là 48W đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em dễ hình dung. Nó thì con này mình cũng xài mấy tháng nay rồi. Đây, chiều cao của nó tối đa là khoảng tầm 77 nha anh em. 77 rồi. Bề ngang của nó là khoảng tầm là 40. Đây, 40 nha anh em. Rồi, chiều sâu của nó là chắc khoảng tầm 20 ạ. Chiều sâu nè. Chiều sâu là khoảng tầm 20 nha anh em. Thì con này mình sẽ thanh lý ở 450 ngàn. Thì đây, đây là cái tấm lọc nó qua sử dụng rồi. Thì nó sẽ có hiện tượng là nó đen nè, tại vì bụi nó dính nha anh em. Đó thì anh em muốn xài anh em phải thay cái tấm lọc này. Tấm lọc này mình nói nó mắc là tại sao? Tại vì nó tới 1 2 3 4 4 5 cái chức năng và một cái tấm lọc nha anh em. Ví dụ như anh em mua cái tấm lọc nó chỉ có nano, HEPA thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn cái tấm lọc này với lại cho một cái máy lớn á thì tấm lọc này cực kỳ mắc luôn, nó tầm khoảng từ 2 triệu 2 cho tới 2 triệu 6 tùy thời điểm. Tại vì nó là hàng nhập thì anh em nào muốn á thì mình đặt giùm thôi, chứ mình không có mua để ghép vô máy mà bán nha anh em, tại vì chi phí nó đội lên quá cao. Đó, màng lọc tới 5 lớp. Thì anh em vẫn có thể tận dụng cái này, anh em sử dụng được. Nó sẽ lọc thô, là ví dụ như nó sẽ không có qua những cái hạt bụi được. Còn chức năng lọc mùi này kia nó sẽ bị giảm bớt, tại vì nó có cái carbon đó nè. Nó có carbon filter, cái lọc carbon thì lọc này mới là khử mùi. Ví dụ như anh em trong cái phòng có người hút thuốc lá thì cái này nó sẽ giảm cái mùi và lọc cái mùi hút thuốc lá cho nó hết. Thì bây giờ thì nó qua sử dụng rồi thì nó sẽ bị giảm đi cái chức năng đó, chứ nó không có còn nguyên vẹn 100% như ban đầu. Còn về phần máy móc thì mình vẫn bao anh em là máy hoạt động hoàn hảo và đầy đủ nha anh em, trừ khi nào anh em làm rớt hàng điện này thì nó qua sử dụng rồi, nên là mình thanh lý anh mình chỉ test cho anh em là hoạt động ok đó. Anh em có thể qua nhà lấy để giảm cái chi phí tiền cước nha, tại vì cái kích thước này nó lớn thì khi mà gửi đi á anh em cũng sẽ tốn gần 100.000 tiền cước. Gần 100.000 tiền cước đó, thì những cái máy nó sử dụng rồi nó sẽ cũ, nó chầy xước, còn những máy chưa sử dụng á thì nó mới tinh nguyên trong thùng đó. Thì cái này là mình thanh lý cái máy qua sử dụng rồi. Thì đầu tiên khi mà anh em bật lên á, nó sẽ có hiển thị cái nhiệt độ nè. Rồi anh em sẽ bật cái này, anh bật cái này nó sẽ có chức năng là anh em chỉnh nè, chỉnh nè, cắt mức nha anh em, cắt mức 1 2 3 4 thì không khí nó sẽ hút vào đây và nó sẽ đi ra đây nha anh em. Nó sẽ đi ra đây để mình dán cái này vô đó, nó sẽ đi ra đây. Ví dụ như anh em giảm quạt lại thì cái này nó sẽ thấp xuống nè, nó sẽ không có mạnh nữa. Để cái này còn anh em lên tục bô nó sẽ lên tới là 5 5 mức đó, nó sẽ lên hết luôn. Rồi tiếp theo là nhiệt độ là ngày giờ, và cái cảm biến này là khi mà đêm anh em ngủ á, mình nhắc lại nha, đêm anh em ngủ cái human sensor này nó sẽ tắt cái máy luôn, là cảm biến của con người đó. Anh em vào chế độ ngủ thì anh em bật như vậy, bật cái này, bật cái chế độ ngủ nha, hoặc là tăng cái oxygen nè, hoặc là TUV đó, TUV ở đây
Nói chung là tất cả mọi thứ nó đều hoạt động là ok. Timer đó tắt ở đây ha, tắt ở đây đó, tắt là tắt cái này ha, bật là đây đó. Turbo, timer, TUV nè. TUV thì nó có cái đèn UV ở trong cái lớp này, nó sẽ sáng để khử khuẩn nha anh em. TUV để khử khuẩn giống như mấy cái đèn trong nhà vệ sinh đó. Anh em thấy cái tia đèn này không? Đó là cái TUV tắt đi nè. Quạt rất là mạnh nha, mình buông ra nó hút vô liền. Đó, tắt nè. Bật nè. Đó. Đó, quạt rất là mạnh ha anh em ha. Đó. Thì nó sẽ hút, nó lọc mùi. Thì mình thanh lý cái giá này là để cho anh em về. Thứ nhất anh em không xài thì anh em có thể lấy bộ quạt anh em chế cái gì, hoặc là anh em vẫn xài được bình thường, nó sẽ giảm cái chức năng thôi. Còn muốn nữa thì anh em tự thay lọc, còn các cái ở trên này là ok. Có hiển thị giờ và nhiệt độ giờ thì anh em sẽ chỉnh lại ở đây. Reset này nè. Có chữ how minute nè, reset nè. UV filter reset. Đó, thì cái này là mặt kính. Đó, tổng quan máy là không bể không vỡ nha anh em. Đó, thì mình thanh lý, anh em nào mà có nhu cầu thì muốn giảm tiền cước thì có thể chạy qua nhà mình. Chạy qua nhà mình để lấy ha, cho nó đỡ cái tiền cước. Mình thanh lý giá này thì rẻ còn hơn ve chai luôn anh em. Rẻ hơn giá mua vô rất là nhiều luôn. Rồi. Bye bye anh em.